Cách để hiểu một người đàn ông, cách để hiểu một người phụ nữ. Phụ nữ là một sinh vật bí ẩn, khó đoán, thất thường nhưng cũng rất dịu dàng, thùy mị nết na. Chúa thì đã tạo ra Adam, nhưng để kích thích khả năng sinh tồn, Chúa tạo ra Eva như một bộ môn thể thao mạo hiểm dành cho Adam. Tuyệt vời! Video hôm nay mình sẽ dùng chút kinh nghiệm nghiên cứu về phụ nữ hơn 20 năm nói cho các bạn biết là thế nào là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt người nữ. Tất nhiên thì dưới đây là số đông muốn kiểu như vậy. Nó có thể đúng hoặc sai vì đây là ý kiến chủ quan từ mình. Khi người nữ từ 13 tới 18 tuổi, hầu hết giai đoạn này phụ nữ khá tò mò và muốn tìm hiểu về tình yêu. Họ dễ dàng mở lòng với tất cả để khám phá xem thực sự tình yêu có mùi vị như nào. Đây cũng là lý do khiến tình đầu thì không bao giờ bền. Giai đoạn từ 18 đến 24 tuổi, ngoại hình là tất cả. Phụ nữ ở tuổi này thường thích những anh chàng điển trai, có tài lẻ, là sự thèm muốn của nhiều cô gái khác. Việc này khiến họ thỏa mãn lòng sĩ diện của bản thân. Tình yêu sét đánh xuất hiện ở tầm này. Giai đoạn từ 25 đến 34 tuổi, lúc này tình yêu thì đã có sự cân nhắc. Với phụ nữ, quan điểm về vẻ đẹp của nam giới giờ không quan trọng bằng sức hấp dẫn và sự hòa hợp về tình dục giữa hai bên. Đây cũng là giai đoạn lập gia đình nên người phụ nữ tìm kiếm những đức tính giúp họ phân loại. Người đàn ông chỉ để yêu và người đàn ông có thể lấy làm chồng. Họ sẽ ưu tiên mẫu người có sự nghiệp, trưởng thành, chín chắn, quan tâm, vun vén cho gia đình nhiều hơn là tình yêu hay là ngoại hình. Ôi giời ơi! Giai đoạn từ 35 đến 40 tuổi, bạn bè ở thời điểm này tạm thời không còn giá trị. Phụ nữ ở lứa tuổi này thì có xu hướng mong muốn người đàn ông bên cạnh mình thành đạt, chín chắn để có thể nhanh chóng xây dựng gia đình mà không mất quá nhiều thời gian cho chuyện tìm hiểu. Giai đoạn từ 45 đến 55 tuổi, tuổi này thì ít kén cá chọn canh. Giờ đây họ chỉ mong muốn một người đàn ông khỏe mạnh, biết chiều chuộng và có đời sống tình dục tốt. Nếu như họ đã độc lập về tài chính, kinh tế, họ sẽ tuyển phi công và airdrop iPhone Pro Max cho bất cứ chàng trai nào thỏa mãn được họ.